Sau đây xin mời các bác hãy cùng anh Phương trải nghiệm một bộ mic để bàn, mic hội nghị. Đấy. Không dây. Hiện tại thì anh Phương đang kết nối một bộ mic K2021B. Hai cửa. Đây anh Phương với mở volume bình thường thì với những cái bộ mic có dây bình thường này, không dây bình thường này thì phải mở gần như hết cỡ. Nhưng mà với mic này chúng ta thấy rằng công suất của nó rất lớn, cho nên anh Phương mới để khoảng 9 giờ thôi. Mời các bác hãy cùng anh Phương thử test thử. Đây, anh Phương đã cho pin vào một bộ này. Nó sẽ báo đèn này. Đấy, mic để ở đằng trước này. Với mic này thì khả năng thu âm của nó rất là mạnh. Cho nên là dù để cách xa tầm 2-30 phân, chúng ta thấy rằng là mic vẫn thu được rất tốt. Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bấm nút này. Còn khi tắt thì chúng ta bấm nút này. Đấy, bấm cái nó tắt này. Bật lên này. Đấy. Alo. Alo. Kính thưa quý vị đại biểu, sau đây thay mặt cho họ nhận gái, tôi xin có vài lời để hôm nay ra mắt cũng như là đến chơi với gia đình nhà trai ngày hôm nay. Cháu nhà tôi thì sinh năm 1980. Cháu đã trải qua 3 đời chồng. Mặc dù thì cũng đã rất cố gắng nhưng mà cháu vẫn chưa tìm được một cái hạnh phúc đích thực. Thì ngày hôm nay rất may mắn cho gia đình chúng tôi được đón phái đoàn họ nhận trai đến tìm hiểu. Và hy vọng rằng sau khi mà buổi gặp mặt ngày hôm nay thì hai cháu sẽ lên duyên vợ chồng. Và đây là cái bến cuối cùng của cháu gái nhà tôi. Thì xin mong cho các vị đại diện cho nhà trai hãy cùng góp ý cũng như là cùng vun đắp chung để chúng ta có một cái cây chung đơm hoa kết trái trong thời gian gần nhất. Thay mặt gia đình nhà gái xin trân trọng kính mời quý cô bù ba cùng ăn trầu uống nước và cùng chung vui với cả hai gia đình chúng ta ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và xin nhường lời cho họ nhà trai tiếp tục phát biểu tiếp. Các bác thấy sao? Anh em nào mà đang muốn mua những bộ mic này để gọi là sử dụng cho những bộ cấu hình ở trong nhà thờ hoặc là phòng hội nghị, phòng họp, hoặc là trường học vân vân, thì chúng ta có thể liên lạc với anh Phương để chúng ta trải nghiệm với bộ mic có dây, không dây, mic để bàn này. Mời các bác hãy cùng tiếp tục tìm hiểu thêm để anh Phương giới thiệu thêm các cái chi tiết về bộ mic này. Trung tâm điện tử anh Phương xin gửi lời chào thân thiết tới tất cả các bác khách hàng thân yêu. Hôm nay thì anh Phương này có một cái video review ở một không gian mới. Thì xin phép các bác là ngày hôm nay thì lô hàng nó về nhiều, cho nên là anh Phương cũng đã phải kéo lên đây rất nhiều hàng. Báo cáo các bác là những lô hàng mic vang giá thành hợp lý. Mic nó rơi vào tầm khoảng độ 2 triệu rưỡi một bộ mic mới. 2 triệu cũng có. Rồi là mic để bàn. Và ngày hôm nay trong video này thì anh Phương sẽ review các bác về một trong những bộ mic để bàn, để cho những phòng họp, rồi những phòng hội nghị, rồi là nhà thờ. Đấy. Thì hôm nay thì anh Phương đang có một modem hàng mic mới. Các bác quan sát. Đấy. Hàng mới nhập về, hàng công ty luôn các bác. Ái xa. Đặc biệt là mic để bàn ngày hôm nay các bác sẽ thấy rằng là trải nghiệm một bộ mic để bàn không dây, chứ không phải là mic có dây như chúng ta quan sát hàng ngày. Đấy. Mời các bác hãy cùng mở hàng của anh Phương. Đây là đầu thu của mic. Báo cáo các bác là mic để bàn thì thường nó có dây đúng không? Thì nó hơi bị vướng, hơi bị phức tạp, cho nên là nó không còn là gọi là phù hợp nữa. Và đặc biệt là với những sản phẩm âm thanh hàng càng ngày càng cao cấp thì anh Phương muốn dành cho các bác những cái modem hàng nó nổi trội hơn. Đấy. Đây là dòng sản phẩm với mã K2021B. Hai đường tiếng. Đấy. Hai cửa, hai đường tiếng.
chúng ta sẽ có một bộ dây 6.5 kết nối không dây. Đấy. Và đây là một củ đầu thu thứ nhất. Báo cáo băng. Củ đầu thu thứ nhất. Bộ này thì chúng ta có thể đặt ở khắp nơi được. Chỗ nào cũng được bạn. Đấy, đây là bộ đầu thu thứ nhất. Khi nào chúng ta nói thì chúng ta sẽ bấm nút này, nó sẽ nhận tín hiệu nói. Còn không thì chúng ta tắt đi. Con này sử dụng pin 2A. Đây là hai quả pin 2A. Tiện không các bạn? Đấy, chơi bên phường nó nhiều cái hay lắm. Đấy. Khi đó các bác có thể kết nối không dây như mic không dây. Còn cái dây 6.5 này sẽ giúp chúng ta kết nối cái này với âm ly hoặc với vang. Đấy. Đây là dâu tín hiệu của nó. Con này nó có hai dâu sóng với lại hai cần thu. Đây là hai bộ mic. Đấy, mic xịn sò nha, bắt rất tốt. Bắt sóng rất tốt các bạn. Nó có thể bắt sóng xa tầm khoảng độ 50 mét đổ lên các bạn. Vẫn bắt được tốt. Và đây là pin dùng thử một lần. Đấy. Và đây là cục nguồn. Đây là cục nguồn. Các bác có biết bộ mic này nếu như mà mic không dây, mà nếu mà mic để bàn, các bác mua nó mất khoảng độ theo em thì cái lô này như giá bình thường nó sẽ bán tầm khoảng độ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu một bộ. Ở đây thì có những bộ thì em có hai đầu thu, có những bộ nó có 4 đầu thu. Thì các bác có thể tham khảo thêm về những sản phẩm này, anh Phương đều có. Thì trước mắt các bác đây là một bộ hai đầu thu. Đấy. Rất hợp lý đúng không? Ví dụ như trên những giáo đường chúng ta có những bộ mic này, hoặc là trong những phòng làm việc chúng ta sử dụng những bộ mic này, nó quá hợp lý, gọn gàng, xinh xắn. Và giá thành ngày hôm nay thì các bác cho em một like, sau đó là đăng ký kênh thì anh Phương sẽ gửi tới các bác sản phẩm này với giá rơi vào khoảng độ 2.500.000 đồng một bộ này. 2.500.000 đồng một bộ này, giá tại cửa hàng các bác nhé. Ok chị ạ. Đấy, bộ mic này nếu như các bác mua mic có dây thì giá của nó đã rơi vào hơn 1 triệu một bộ rồi. Nhưng mà mic này là mic không dây để bàn, giá 2.500.000 đồng một bộ. Thì bác nào có nhu cầu đầu tư đến những bộ mic không dây mà dòng mic để bàn này thì hãy liên lạc với anh Phương với số máy 097 1998 555. Anh Phương nhắc các bác là đây là giá này là giá rất tốt rồi các bác nhé. Còn chắc chắn rằng là khi mua ngoài thị trường nó còn đắt hơn rất nhiều. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác hãy nhìn trên không gian của anh Phương từ trên ngắm xuống. Đây là một cái view rất là đẹp. Ở quê thì sung sướng là cây cối nó nhiều và nó cũng khá trong lành. Đấy.